hôm nay mời các bạn cùng mình xem về các thông tin cập nhật mới của Genshin. Sidonen tiếp tục được bắp khủng, banner sử ký sẽ trở lại ở phiên bản 5.3, số lượng nguyên thạch còn lại của phiên bản 5.0. Theo như thông tin của lần chỉnh sửa đợt 4 trên server beta, Sidonen lại được điều chỉnh theo hướng tăng sức mạnh. Cụ thể lần này sẽ tập trung vào cung mệnh 2 và cung mệnh 6 của Sidonen. Ở cung mệnh 2, các cộng hưởng nguyên tố khi âm điệu gốc của Sidonen kích hoạt thay đổi như sau. Nguyên tố nham tăng sát thương gây ra 50%, cũ là 40%. Nguyên tố hỏa tăng 45% tấn công, cũ là 40%. Nguyên tố thủy tăng 45% HP, cũ là 40%. Nguyên tố băng tăng 60% sát thương bạo kích, cũ là 50%. Nguyên tố lôi sẽ hồi phục 25 điểm nguyên tố và giảm 6 giây nộ, cũ là hồi 20 điểm và giảm 5 giây. Cung mệnh 6 của Sidonen được bổ sung thêm một hiệu ứng nữa. Mỗi 1,5 giây sẽ hồi phục HP cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, lượng hồi phục tương đương 120% phòng ngự của Sidonen. Đến với banner sử ký, đã khá lâu rồi chúng ta chưa có thông tin gì kể từ lần đầu tiên nó xuất hiện vào phiên bản 4.5. Mới đây, chúng ta đã có tin rằng banner sử ký sẽ trở lại ở 5.3. Với sự trở lại lần này, banner sử ký sẽ là đất nước Lizue. Theo như thông tin hiện tại thì những cái tên sau có thể sẽ không có trong banner sử ký. Đầu tiên là Senhua và San Yun vì cả hai chưa đủ điều kiện xuất hiện 3 lần trong banner. Tiếp theo là Hu Tao vì cô nàng này đang có tin đồn Veran ở 5.1. Zhongli cũng có thể không góp mặt ở banner sử ký vì là thần. Sau khi loại trừ vài cái tên trên thì chúng ta có được các nhân vật sau: Sao, Ganju, Chi Chi, Cư Trinh, Baizu và Yelin. Tuy nhiên thì Yelin mới Veran cách đây không lâu, cho nên mình nghĩ rằng Đạt Vịt cũng có khả năng thế chỗ Yelin trong banner lần này, hoặc có thể là không. Nửa sau phiên bản 5.0 sắp sửa bắt đầu với banner của Phoenix và Raiden Shogun. Để khỏi dài dòng tốn thời gian thì mình sẽ tổng hợp nhanh luôn cho anh em. Con số nguyên thạch ở nửa sau 5.0 mà anh em có thể nhận là hơn 6.000 nguyên thạch. Đổi ra sẽ được khoảng 40 zone, và con số trên chỉ là dự đoán tạm thời, thực tế có thể sẽ cao hơn. Nếu bạn đã xem đến đây đừng quên để lại cho mình một like nhé. Hẹn gặp lại ở video sau.